Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule. Có người bảo ta dùng lời mê phải phải rồi. Điều đó thần không sai. In search for the true purpose, part 2 of 2. Watch on to find out more. Today's program will be presented in English and Alasis, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Alasis, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Hello, kind-hearted viewers. I am Cheryl. The graceful people of Anguilla wish you days of peace and happiness in God's blessings. In the conclusion of our drama, In Search for True Purpose, we will continue to follow the main character Nam on his spiritual journey. Bỏ đời như quan bên đường, công danh chung đỉnh như tuồng mùa vui. Ta đi tìm Phật ra đời, núi cao biển rộng biết người nơi đâu. Thế gian tâm tôi khổ sầu, hằng xa chung loại khát khao đợi ngài. Nam mô Di Lặc đương lai, từ bi thương xót muôn loài sinh linh. Hào quang khai mở vô minh, sáng trần tế độ chúng sinh đó đây. Nhung bò lùa bò người thân thương, bò đời như quan bên đường, công danh chung đỉnh như tuồng mùa vui.
ta dùng lời mê hoặc phải phải rồi điều đó thần không sai âm thanh ngọt ngào ta muốn rót vào tai gạt hoàng tử trở về nơi thiên quang ích gì đâu cõi trần thân khám nhường bao tháng ngày lãng phí manh hồn hoang người yêu ơi thiên sứ lạc trần gian hãy lại gần hãy lại gần trong âu yếm vòng tay để ta dìu về nơi xưa chiều mê và mặt đất dày đầy muôn châu báu huyền sư này môn khi em hiểu thấu chẳng là em không lìm bởi hân hoan và nhọc nhằn u tối coi trần gian mà nhân loại vẫn tôn sùng tha thiết sẽ rời khỏi tim em ra biển sẽ tan theo hồng tầng của tình yêu này em yêu khách lạ cõi mê thương những màu nhìn và nhiều màu hơn nữa dùng lời mê hoặc phải phải rồi điều đó thần không sai âm thanh ngọt ngào ta muốn rót vào tai gạt hoàng tử trở về nơi thiên quang ích gì đâu cõi trần thân khám nhường bao tháng ngày lãng phí manh hồn hoang người yêu ơi thiên sứ lạc trần gian hãy lại gần hãy lại gần trong âu yếm vòng tay Sao lão bá lại ở đây? Con đi đường xa đã mệt rồi. Bây giờ con nghỉ ngơi trước đi. Ta sẽ giải thích con sau. Đây là đâu vậy ông? Đây là tu viện. Con cứ ở đây nghỉ ngơi vài hôm đi, rồi tính sau. Nhưng mà... Cứ nghỉ ngơi trước đã. Đây là buổi tối của con. Chúc con ngon miệng nhé.
lần quay lưng, trăm nghìn lưu luyến. Hỏi vì sao ta mãi nhớ tên người, như đêm này nơi đất lạ mù khơi. Người bắt đầu soi hồn ta lữ khách, người cao quý như vầng trăng thanh bạch. Ta biết tìm đâu ra những cánh sao vàng mà thắp lên rực rỡ trần gian. Điểm tô càn khôn mời người lên ngự. Thôi chỉ xin làm bụi chân vô vị, nâng chân người theo từng bước liên hoa. Ta phàm phu nhục thế mê mờ, lấy gì gieo phước điền hiến dâng. Người từ Tây Phương hay Việt Nam thị hiện, cho ta ngỡ ngàng mất cả những cuồng ngông của thi nhân trong suốt cuộc lữ mặn nồng. Đây là... Ngài Thanh Hải Vô Tượng Sư. Ông có thể nào giúp con tìm gặp Ngài để thọ pháp không? Con muốn làm đồng đạo của ta đó hả? Vậy là con đã biết mục đích của đời người là gì rồi phải không? Để nhận biết Thượng Đế, để đạt được đại trí huệ.
In several public lectures, Supreme Master Ching Hai emphasized the true purpose of human life. Each one of us who is given the human's life is only for the purpose of realizing God. A cada uno de nosotros se le ha dado un único propósito en esta vida humana, y ese propósito es alcanzar la realización de Dios. And if we forsake this duty, we will never be happy in this life or any other life. Y si nosotros no llenamos esta, no cumplimos con esta meta, nosotros jamás seremos felices en esta vida ni en ninguna vida. And I tell you the truth, this is the only reason for human suffering and nothing else. Y yo les digo la verdad, esa es la única razón del sufrimiento humano, para el sufrimiento humano y ninguna otra. 我们生出来的目的，为了要成佛的，为了要得到这个大智慧的，我们最后最宝贝、独一无二的机会就是做人了，为了要了脱这个八万四千的那个重累的。 Dear lovely viewers, thank you for your presence in today's program. Coming up next is Australia Animal Justice Party, Emma Hurst, Part 1 of 2, right after Noteworthy News.